Ngày hôm nay 13 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà ở khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, con gái ông Nguyễn Hữu S, sinh năm 1983, từ nhà ông bà ngoại trở về nhà, bất ngờ phát hiện bố mẹ mình là ông S và bà Nguyễn Thị Thu L, sinh năm 1988 tử vong. Ngay khi phát hiện sự việc, người con gái ông S đã cùng người dân thông báo cho lực lượng chức năng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi phát hiện sự việc, ông S tử vong trong tư thế treo cổ, bà L nằm trong tủ quần áo. Chính quyền địa phương cho biết, hai vợ chồng ông S và bà L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông S làm thợ hồ, còn bà L bán hàng kinh doanh ở chợ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.